Mr. Cool xin kính chào các anh chị em. Thì ngày hôm nay á, thì trường xin giới thiệu một cái sản phẩm, đó là cái sản phẩm kích ghế. Thì các anh chị mình cũng biết á, từ xưa tới nay á, thì ông bà mình có câu nói rất là hay, đó là cây ngăn cái tóc không bằng cái gốc con người. Thì đối với những cái loại cây trồng mà khi chúng ta đang hiện tại chúng ta đang canh tác trên đồng ruộng của chúng ta, thì ngoài những cái cây chẳng hạn như là cây lúa, cây ăn trái hay là cây rau màu thì cũng thế, thì cái bộ phận của rễ đó là một trong những cái bộ phận cực kỳ quan trọng. Vì đối với cây trồng, nếu mà cái bộ rễ tốt khỏe thì lúc đó thì nó sẽ cung cấp được cái bộ dinh dưỡng, hút dinh dưỡng từ dưới nước, và dưới từ nước chúng ta cung cấp, hoặc là từ chúng ta bón phân, hoặc là từ trong đất thì nó sẽ tốt. Và chính vì thế mà ngày hôm nay trường sẽ giới thiệu với các anh chị mình một cái sản phẩm, đó là sản phẩm kích rễ. Thì các anh chị cũng thấy á, là nhìn vào cái sản phẩm kích rễ thì bao bì thì chúng ta sẽ thấy tên của sản phẩm, đó là sản phẩm kích rễ. Và công dụng của nó để làm gì? Công dụng của nó là để giúp cho tốt đất, khỏe rễ, bền cây. Và bên cạnh đó thì nó sẽ giúp cho cái nâng cái độ pH đất lên, để giúp cho cái cây của mình nó tiêu thụ, cũng như là nó sẽ giúp cho cái cây hấp thu được cái chất dinh dưỡng. Thì ngoài ra thì bên cạnh đó thì cái kích rễ có những cái thành phần chính, đó là 27% hữu cơ, kali á, là khoảng 2,5%. Thì đối với cái sản phẩm mà kích rễ có 27% hữu cơ, đây là một trong những cái sản phẩm mà có cái thành phần hữu cơ là rất là cao, là so với ra với cái mặt bằng trung bình đó, những cái sản phẩm khác là có tầm khoảng 20 đến 25%. Thì bên cạnh đó thì nó còn có thêm là 2,5% kali, thì nó kali thì nó giúp cho cái rễ cây của mình tăng cái khả năng chống chịu. Thì bên cạnh đó thì nó có thêm lân để giúp cho cái bộ rễ phát triển rất là nhanh. Thì sau khi mà chúng ta tưới tầm khoảng 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta sẽ thấy là cái bộ rễ nó đã phát triển. Một cái điểm đặc biệt đối với cái sản phẩm kích rễ đó là có thêm cái dịch nem. Đây là dịch nem là được chiết xuất từ cái cây nem dông, và nó với cái hoạt chất là azadirachtin, thì nó sẽ giúp cho cái cây trồng của mình nó quản lý luôn đối tượng tiến trùng. Và tiến trùng là một trong những cái vi sinh vật nó tấn công vô cái bộ rễ của cây trồng, làm cho cái cây trồng mình nó sẽ có những cái cục nhỏ nhỏ li ti ở trong cái rễ, là làm cho cái khả năng hấp thu cái nước cũng như là dinh dưỡng nó đã bị nghẽn tắc. Thì chính vì thế là một số cái nhà vườn á, mình cũng thấy á, là cái cây của mình tại sao mà nó ra cơi ra đọt thì cũng có thể là nó sẽ bị vàng cơi, do là một phần là do tiến trùng nó tấn công vào trong cái mùa nắng. Thì mình sử dụng cái sản phẩm kích rễ thì nó đã quản lý được luôn cái tiến trùng. Thì đối với cái liều lượng sử dụng cái sản phẩm kích rễ này thì các anh chị lưu ý á, thì trên thị trường thì hiện tại cái sản phẩm bên công ty của trường á, thì có một cái Mr. Cool, thì nó sẽ có cái mẫu bao bì, đó là 1 lít và 5 lít và 20 lít. Thì đối với cái liều sử dụng á, thì mình sử dụng rất là đơn giản, là một chai kích rễ 1 lít thì mình pha được khoảng từ 500 đến 700 lít nước, mình tưới cho 1.000 mét vuông. Dạ, thì hiện tại là những cái vườn cam sành mà trường tư vấn á, thì Mr. Cool tư vấn á, thì sử dụng là một chai cho một công 1.000 mét vuông, tưới tầm khoảng 400 cây cam. Dạ, thì đối với cái cây công nghiệp thì mình có thể là sử dụng cái liều là 500, cũng từ 500 đến 1.000. Và đối với rau màu á, thì mình có thể xài một chai 1 lít là pha cho 2.000 lít nước để mình tưới, để cho cái cây nó ra rễ tốt. Thì nói thêm về cái sản phẩm kích rễ này, thì sau khi mà các anh chị á, trong cái tình trạng trong mùa mưa, thì ngoài cái chuyện mà chúng ta tưới những cái sản phẩm mà trị bệnh cho cái cây trồng xuống bộ rễ, thì tầm khoảng sau khi tưới thuốc bệnh tầm khoảng là 3 đến 5 ngày, thì các anh chị có thể là sử dụng cái sản phẩm này, kích rễ này, để tưới vào trong cái cây của mình, để cho kích thích cái sự mà ra cái rễ mới. Để và tầm một khoảng 5 ngày sau thì anh chị có thể là sử dụng cái phân hóa học, chúng ta có thể là tưới rải phân NPK, sau khi mà chúng ta đã tưới kích rễ tầm khoảng 5 ngày thì anh chị có thể là tưới tưới hoặc là rải cái những cái loại phân hóa học để cho cái cây hấp thụ dễ hơn. Thì cuối lời thì trừ Mr. Cool xin kính chúc cho anh chị mình sẽ có một cái thêm một cái sản phẩm cũng như một cái giải pháp mới để mà giải quyết được những cái giúp cho cái rễ cây nó khỏe, và đặc biệt là bên cạnh đó thì nó giúp quản lý cái con tiến trùng trong đất. Đó là một trong những cái đặc điểm nổi bật của cái sản phẩm kích rễ. Thì kính chúc bà con mình thành công.